Em chào tất cả các bác. Hôm nay em quay video để nói về cái việc nuôi trồng đai trâu và cái cách chọn cái cây đai trâu để mà Tết các bác có được những cái cây, chọn được những cái đai trâu đẹp mà nó ra hoa đúng như cái màu mà các bác muốn. Nhưng mà thường thì những cái cây như thế này thì nó cũng chỉ là, em nói thì nó cũng chỉ là vấn đề tương đối thôi. Đấy, nhưng mà ngoài Bắc thì nó khác với miền Nam. Trong miền Nam thì người ta trồng đai trâu tốt hơn, nhưng ngoài Bắc đây thì đai trâu là cũng được. Đấy, thì em nói hôm nay chủ yếu là để các bác chọn về cái cây đai trâu hoa dài và cánh tròn, và cái nhận ra cái màu sắc của nó để chọn được một cây đai trâu để chơi Tết cho đẹp anh chị nhá. Thì nói về hoa của nó đi. Nếu mà anh chị muốn hoa dài á, cần hoa dài bông to ấy, thì anh chị nên chọn những cái cây lá dài. Cái này là lá ngắn này. Đấy, những cái cây lá dài, ví dụ như cái cây đỏ đốm này. Đấy, cây đỏ đốm này là cái cây lá dài này. Lá dài to như thế này thì là hoa nó sẽ dài, bông to. Thường là như vậy. Thường cây nào em cũng nói là lá dài, hoa dài. Và lá ngắn thì hoa sẽ ngắn, cần hoa ngắn hơn. Còn bông hoa thì những cái cây mà lá dài thì nó sẽ bông hoa, nó sẽ ít cây tròn. Ví dụ như cây đỏ đốm này thì nó ít khi mà nó tròn bằng cái cây, những cái cây lá ngắn. Thường là như các màu thì để mà chọn cây đỏ đốm mà hoa đẹp thì khó hơn, cánh hoa đẹp ấy. Còn đây là những cây lá ngắn này, như này lá ngắn và cái độ khuyết lá của nó càng khuyết càng sâu thì đa phần là hoa càng đẹp. Nếu cái độ khuyết lá này đấy, càng sâu thì hoa càng đẹp. Ví dụ như cái cây này, đây như cái cây này nó khuyết này, nó khuyết này là khuyết sâu, khuyết chéo sâu anh chị. Đấy là theo kinh nghiệm của em. Ngoài miền Bắc đương nhiên là nó, nếu mà anh chị chọn mà khi mà chưa biết có hoa, khi mà cây mà mình mua chưa có hoa nó đang nụ, anh chị chọn thì nên chọn những cái lá mà khuyết sâu như này thì hoa thường nó sẽ tròn đẹp hơn. Và cái lá thì nó lá ngắn đây, mọi người nhìn như cái này lá ngắn này. Đấy, lá rất đẹp đúng không ạ, lá đẹp. Và cách chọn màu đấy chọn cần hoa dài và cần hoa bông tròn thì anh chị chọn như vậy. Cần hoa anh chị cứ nhìn cái lá tương đối dài thì là cần hoa nó sẽ dài, còn những cái lá ngắn thì cần hoa nó sẽ ngắn hơn. Đấy là đa phần là như vậy, kể cả lan kiếm hay là một số cái cây khác. Anh chị cứ nhìn ví dụ như lan kiếm, cây xanh Huế nó dài, thân lá nó dài hơn thì hoa nó dài hơn là cây phan chí lá ngắn hơn thì hoa nó ngắn hơn. Đấy, ví dụ như vậy. Còn cây chí thì cánh nó bầu hơn bởi vì lá nó to. Còn cây Huế thì nó lá nó dài và cánh lá nó nhỏ hơn thì cánh nó cũng nhỏ hơn luôn. Đấy, nhỏ hơn cây chí. Thì đấy là ví dụ cơ bản như vậy. Nó có một số loại khác cũng thế. Còn hôm nay em nói về đai trâu đây thì đai trâu. Đây anh chị nhận ra màu sắc của nó thì cũng dễ thôi. Ví dụ như cái cây này. Anh chị nhìn dáng lá là như này nhá. Và cái những cái cây hoa trắng ấy thường cái thân giữa cái thân này của nó sẽ sạch sạch. Anh chị ạ. Anh chị có thể xem thêm về cái cây đai trâu trắng, em cũng có mô tả về cái cây và cái cách chọn cây đai trâu trắng riêng. Còn hôm nay em sẽ nói chung chung để mọi người cùng biết về cái nhận biết về cái màu và cái qua thân lá của nó. Ví dụ như cái cây cổ lá nó sạch tinh như này thì sẽ là cây đa phần là cây trắng. Còn cây nó cũng sạch tinh như này là cây cam thì tí em sẽ xem có cây cam ở đây thì em sẽ nói. Còn đây là cây trắng, em đang nói cây trắng trước. Cây trắng thì nó như này, sạch tinh, không có chấm tím, không có gì cả. Nó chỉ có màu xanh thôi. Đấy anh chị nhá. Đấy là cây màu trắng. Tiếp theo là sang cái cây bên cái kế bên này là cái cây màu đỏ đốm. Cây màu đỏ đốm thì ngày trước ấy, thì nó có những cái cây là chỉ có chấm thôi, không có cái vệt đỏ này. Đấy, nhưng còn cái cây đỏ tuyền thì cái vệt đỏ nó lên cả cái lá nọ, lá trên này. Anh chị nhá, nhưng ở trên lá trên này chỉ chấm thôi thì là đỏ đốm. Đỏ đốm. Nếu mà để nói về trắng tím và cái cây đỏ đốm ấy thì nó khá giống nhau. Những cây mà chấm nhiều như này á thì nó sẽ là đỏ đốm, còn những cây chấm ít thì đa phần là trắng tím. Đấy là cái cách chọn gọi là cơ bản, đa phần là như vậy anh chị ạ. Ví dụ như cây bên này, cây này là cái cây trắng tím này. Đấy, chấm nó rất là ít, đa phần là như thế anh chị nhá. Đấy, trắng tím. Có cái cây hồng cánh sen thì ở đây vườn em lại không có cái cây hồng cánh sen. Đấy, nhưng mà như cái cây này thì là cây đỏ này. Anh chị nhìn cái lá trên nó vệt đỏ thành vệt kéo dài thì là cây đỏ, đỏ tuyền, mà cổ nó đỏ tím, tím rất là đậm. Đây là cái đỏ tuyền. Màu đỏ này thì thường thì anh chị chỉ chọn được là những cái cây mà màu gọi là đỏ, mình hay gọi là đỏ tiết dê ấy. Đấy, hay là những cây đỏ đậm thì là như này. Còn những cái cây đỏ sắc pháo thì nó lại thân lá nó khá giống với hồng cánh sen. Anh chị có thể xem thêm mấy cây hồng cánh sen các thứ, hoặc trắng cam gì đó, hoặc là những cái cây mà màu chi tiết.
em có mô tả rất là rõ thân lá ở trên cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa là mọi người sẽ rõ hơn. Đấy. Còn cái cây đỏ, những cái cây đỏ vệt đậm như này thì nó chỉ là đỏ đậm thôi anh chị nhá. Ít khi mà được đỏ tươi lắm. Sang cái cây bên này là cái cây cam này, anh chị nhìn cái là anh chị sẽ biết ngay. Nó không phải là màu chấm tím, nhưng mà màu nó đục đục, nó kiểu dạng như màu hơi nâu, và cổ nó hơi vàng vàng. Cổ nó hơi cái màu vàng, và nó cảm giác cái lá này nó hơi màu vàng này. Cái cổ ngấn nó là ngấn nâu chứ không phải là ngấn xanh anh chị nhá. Ngấn nâu nhưng cũng không phải là ngấn tím. Ngấn tím thì lại là cây tím rồi. Đấy. Thì như những cái cây cam thường thì cái thân lá nó nhỏ hơn. Cây trắng thì lá nó to và lá nó dày, còn cam thì nó hay thưa như này này. Cổ lá nó thưa chứ nó không dày di díp ở trên ngọn đây. Anh chị nhìn ngọn bao giờ nó cũng thưa như này. Nếu nói về cây cam thì đa phần là lá ngọn lúc nào nó cũng thưa như này. Cam. Những cây cam mà lá dày như cây trắng thì rất ít. Đấy, đây là cái mà chọn màu cam anh chị nhá. Chọn màu cam. Lá của nó chỉ giữ vấn đề tương đối thôi, nhưng mà lá của nó thì thường nó sẽ nhỏ. Lá của nó không to anh chị ạ. Nhưng mà cái màu cam của nó thì thường thì nhỏ này thôi, và là cổ nó hơi vàng vàng anh chị nhá. Vàng thì nó là cam thì nó có thể là cam đậm cam nhạt. Đấy thì tùy vào từng cây. Tùy vào từng cây, nhưng mà thường ví dụ như những cây trắng nó sẽ xếp di dít vào nhau như thế này. Thì đấy là cái chọn những cái màu cơ bản của cái cây đai châu. Bởi vì khi anh chị mà ra chợ mà anh chị mà chưa biết chọn về màu á, thì anh chị nhìn như thế anh chị sẽ dễ nhận ra hơn những cây đỏ đốm. Bây giờ thì cái lượng đai châu mà người ta nuôi ra, và cái việc mà miền Bắc nuôi và miền Nam nuôi, thì nếu như ngoài miền Bắc thì anh chị cứ trồng như em này, em trồng toàn chậu gỗ này. Đấy, trồng chậu gỗ nó phát triển rất là tốt, nó thoáng bộ rễ, và trồng vỏ thông. Vỏ thông thì mọi người cứ hay bảo là vỏ thông New Zealand tốt hay các thứ, thực ra thì đương nhiên nó cũng rất là tốt, nó sạch hơn. Nhưng mà chúng ta chỉ cần trồng vỏ thông Việt Nam là cũng rất là ok rồi. Đấy, nhưng có mình có điều kiện thì mình trồng vỏ thông kia cũng được. Miễn làm sao mà vỏ thông mình to. Vỏ thông to và cái độ thoát nước nó tốt. Đấy, nó thoát nước. Thoát nước tốt đây anh chị nhìn. Gần như là em trồng tất cả là đều là bằng chậu gỗ, và cũng có chậu gốm. Chậu gốm và chậu gỗ đều được. Nhưng mà cái là khi mà mình trồng, cứ trồng vào đây xong rồi mình cho vỏ thông to vào là ok, là cây nó phát triển tốt. Thì đấy là cái cách chọn màu cơ bản của những cái cây lan đai châu. Màu trắng, trắng tím hay đỏ đốm thì nó cũng rất là dễ nhận diện. Và cam thì cái cây đỏ sắc pháo thì ở vườn này em không có cây nào, nhưng mà đây nó cũng là vườn nuôi khá tốt. Thì anh chị có thể xem qua. Đấy là cách trồng của em. Gần như em trồng vỏ thông Việt Nam rất là to, những loại ba ngón tay anh chị nhé. Thì anh chị có thể tham khảo thêm một số những cái video trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa để mọi người được tìm hiểu rõ hơn về các loại đai châu cũng như là các loại cây khác anh chị nhé. Cảm ơn tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác vào những video sau. Xin cảm ơn.